Xin chào anh em, mình đến từ msm.vn. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm rất là thú vị ở đây. Thì thực sự là mình cũng rất là ngán điện thoại rồi, làm nhiều điện thoại quá rồi, cũng thay đổi một chút để cho kênh nó vui vui cho anh em. Thì đây là một sản phẩm anh em có thể nhìn thấy ngay, đây là anh em biết luôn, đây là một sản phẩm máy chơi game. Nó cũng đơn giản những sản phẩm chơi game lần trước mình bóc thôi, nó cũng đơn giản như trước nay thôi, máy này thôi. Nhưng nó mạnh hơn một chút xíu nữa, đó là nó có thể chơi được rất nhiều thể loại game anh em nhé. Nó sẽ chơi được rất nhiều thể loại game. Sản phẩm rất là thích hợp cho anh em nào mà đã chán dùng điện thoại, hay điện thoại hết pin, hay là anh em mua làm quà tặng cho các cháu, hoặc là anh em muốn ôn lại những kỷ niệm ngày xưa anh em với những lần trốn học đi ra những cái quán ở ngoài cổng trường để chúng ta chơi game 4 nút, rồi game 8 nút, rồi game PS1, rồi game máy thùng các thứ. Nghe đấy anh em đã thấy thú vị chưa? Bởi vì là sản phẩm là nó chơi được hết anh em ạ. Nó chơi được hết những thể loại game luôn. Game PS1 này, game máy thùng này, game 4 nút, này, game 8 nút, game SNES, rồi tất cả các loại game neo neo, tất cả loại game gần như những loại game mà những của những thập niên 2000 quay về ấy là đều chơi được hết anh em nhé. Game Boy, những cái máy kèm tay như Game Boy này, Game Boy Color này, Game Boy Adventure, hay là Game Boy thường, Game Boy trắng đen ấy là đều có thể chơi được hết trên chiếc máy này luôn. Đó, thì hôm nay mình sẽ làm clip bóc hộp và sẽ chơi game một số game cho anh em xem để đánh giá sản phẩm này nó là như thế nào luôn cho anh em nhá. Đơn giản, và sản phẩm này thì mình cũng nói luôn là mình cũng bán giá là dưới 1 triệu. Để biết chi tiết thì anh em cứ vào đường link phần phía dưới mô tả nhá. Mua hàng cũng đặt ở đấy luôn. Mình sẽ ship toàn quốc cho anh em luôn, ship, nhận hàng, kiểm tra tất cả các thứ rồi mới phải thanh toán nhá. Ok, thì bây giờ cùng nhìn qua về hộp. Chúng ta có thể nhìn thấy ngay thương hiệu là Mezo ở đây. Anh em có thể search này trên Google nhá. Ở Việt Nam rất ít người bán cái này. Bên mình nhập khẩu gần như là độc quyền sản phẩm này về bán luôn. Sẽ nhìn thấy hình một chiếc máy chơi game ở đây. Với màn hình nhỏ ở phía dưới này, chúng ta có thể nhìn hình con Capcom này. Đó, bên cạnh thì nó cũng không nhiều thông tin lắm. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy đây, hãng Bezo này. Đó, cũng không có nhiều thông tin thì sản phẩm này chắc chắn là sản xuất tại Trung Quốc này anh em nhé. Nhưng mà rất là tốt đấy, nó không như một số sản phẩm đâu. Sản phẩm này rất là rẻ tiền. Ở bên mình hiện tại đang bán sản phẩm này có những máy chỉ có giá 1,5 triệu thôi. À 150 rồi, mình nhầm, 150 rồi anh em nhé. Đấy, có những máy thì xịn hơn một tí, màn hình đẹp hơn tí thì 300, còn những máy màn hình xấu thì chỉ có 150 rồi. Đấy, mua hàng sản phẩm này thì ở trên web anh em cũng đặt hàng luôn được. Đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy này, sản phẩm này có hỗ trợ thẻ nhớ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh em có thể copy game vào chơi thoải mái luôn. Tự tìm game ở trên mạng và copy vào để chơi. Có hỗ trợ những thể loại game như GBA này, SNES này, MD này, SMS này, rất là nhiều thể loại game luôn. Trên này nó không ghi PS1 nhưng cái máy này có thể chơi được game PS1 luôn anh em nhá. Có hỗ trợ tai nghe này, rồi có hỗ trợ lưu game này. Bên này thì có nhiều tính năng về màn hình. Chúng ta nhìn thấy pin là 11.000 mAh nhá, chơi liên tục được 3 đến 4 tiếng. Màn hình 2.4 inch, tấm nền IPS luôn anh em nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ bóc hộp sản phẩm này luôn. Đóng hộp rất là đẹp, một cái màu hộp là màu da cam và màu đen ở đây. Ok anh em thấy như thế này. Đó, chúng ta có thể nhìn được rất là đẹp không? Đó, cùng mở lên và xem luôn. Đây anh em nhìn này. Đó, rất đẹp, mình bóc này ra nha. Ok. Mezo này. Đó, chút nữa thì mình sẽ trải nghiệm sản phẩm này luôn. Chút nữa mình sẽ trải nghiệm sản phẩm này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem phụ kiện xem là như thế nào. Đó, phụ kiện kèm theo đơn giản thôi, đóng vào cái túi rất là cứng bắp ở đây. Đó, bên này thì có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, một tờ giấy, không phải cuốn sách mà tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Đó, chúng ta sẽ có những phần như là hướng dẫn ở đây. Đó. Các nút ở đây, ok. Hướng dẫn khởi động máy, hướng dẫn chơi luôn. Trên này nó hướng dẫn đầy đủ luôn. Mình bỏ qua nhá. Phụ kiện kèm theo thì cũng đơn giản thôi. Có một cái cổng sạc micro USB này. Một cái đầu đọc thẻ nhớ để cho chúng ta có thể copy game ở trên máy tính vào này. Ok, chúng ta có những cái nút để chúng ta có thể thay đổi màu sắc của những nút kia. Nhìn thấy màu mè chán quá thì thay đổi những nút màu như thế này. Mình để sang một bên nhá. Ok, thì máy mình vừa khởi động lên luôn. Mình vừa trải nghiệm này thì mình bật lên khởi động cho anh em xem luôn. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy này. Có các nút ở đây. Bên này là bên khu bên trên này là đầy đủ, gần như là đầy đủ những cái cổng kết nối làm hết ở trên này. Bên dưới thì không có một cái gì cả. Bên cạnh này chúng ta có nút khởi động nguồn power on off này. Bên này thì chúng ta có nút chỉnh volume này, vặn vặn này. Đấy, đơn giản đúng không anh em? Trên này thì hai bên này là nút phải và nút trái để một số chức năng game hiện đại nó sẽ chơi được, một số game sẽ chơi được hai cái nút này. Bên này chúng ta có một cái thẻ nhớ được kèm theo nhá, thẻ nhớ này là thẻ nhớ 32GB. Bên này chúng ta có cổng AV. Cổng AV để chúng ta có thể cắm dây AV 3.5 sang AV sang chuyển lên TV để chúng ta có thể nhìn thấy màn hình trên TV để chúng ta chơi. Rất hiện đại đúng không anh em? Đó, bên này chúng ta có một cái cổng USB là cổng micro USB dùng để sạc luôn. Bên này chúng ta có cổng để cắm tai nghe 3.5 nhá, rất là nhiều tai nghe dùng được, và nút reset. Đó, đơn giản như vậy thôi anh em ạ. Đấy, màn hình chơi game thì cũng có ba cái nút D-pad này, nút di chuyển này, những cái nút chức năng của game này, và hai cái nút là select và start, hai nút rất là quen thuộc đối với anh em đúng không?
Bây giờ mình sẽ vào để mình chơi một số game để trải nghiệm cho anh em xem luôn nhá. Cùng nhìn qua thì ở đây chúng ta có một cái gọi là MP player, có nghĩa là chúng ta có thể xem phim đấy, xem phim và nghe nhạc được luôn. Đó, thoát ra ngoài này. Một số cái quản lý file ở đây. Đó, ROM là game ấy. Máy này thẻ nhớ được 32GB, nhà xuất đã tích hợp khoảng mấy nghìn game cho anh em rồi. Anh em có thể tự chơi rồi, còn này nếu anh em thích thì anh em có thể lên mạng anh em copy về nhá. Ok, một số chức năng như ghi chép này. Đó, cái này mình không cần biết thôi, bỏ qua đi. Mình sẽ vào chức năng game là chính nha. Đó, một số chức năng game được cài sẵn ở đây, một số game được cài sẵn ở đây, rất là nhiều game này. Được cài sẵn luôn, chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Bên này là cài đặt này, có thể cài đặt được giao diện này, tắt nguồn này và cài đặt chức năng ở đây thì chúng ta có thể ngôn ngữ để xem có tiếng Việt không nào. Rất là khó những cái máy này có tiếng Việt đúng không? Đó, tiếng Anh thì có rồi. Ok, rất là nhiều ngôn ngữ nhưng lại không có tiếng Việt anh em ạ. Không có tiếng Việt. Ngày tháng ở đây rồi, ok. Đấy, âm lượng rồi tất cả các thứ này. Rồi mình back lại nha, mình vào chơi game đi. Ok, chúng ta có thể vào mục chơi game rồi, ta có thể nhìn rất là nhiều game không. Đó, Game Boy này. Đó, được rất là nhiều game này. Mình sẽ vào một cái game là Donkey Kong xem như thế nào. Game Boy này là một game trắng đen anh em ạ. Đó, một game trắng đen này. Đó, sao mình đây. Đó, rất là hay luôn. Đó, mình ấn nút này để mình thoát ra luôn. Mình thử chơi game PS1 xem thế nào nhá. Rất là nhiều game PS1 luôn này. Có một cái game là game... Game này ngày xưa anh em gọi là game gì nhỉ? Cảnh sát Hoàng gia. Ok, hồi nhỏ gọi là cảnh sát Hoàng gia luôn. Game này rất hay, chúng ta sẽ vào vai 4 nhân vật, sau đó là đi đánh lại bọn tội phạm. Đây là phần 2 anh em ạ. Chúng ta để nhìn cái phim cũng hoành tráng phết. Chơi được game PS1 luôn. Game này thì đơn giản thôi anh em nhé. Anh em có thể lên mạng và anh em search chữ ROM game hoặc ROM PS1 thì chúng ta có thể download thoải mái luôn. Thích game gì là download luôn, không cần phải mua cái đĩa gì cả. Sản phẩm này là sản phẩm mà anh em có thể chơi hoàn toàn miễn phí luôn. Những cái game mà chúng ta có thể chơi được. Đó, các bạn có thể nhìn này. Ok nhá, rất là mượt luôn. Đây, mình sẽ đập cái này luôn. Họ treo đây rồi. Ok, mình thoát lại thử game khác xem có không nào. Thử một game thể loại khác nha. Game PS1 chơi ấm ấm luôn. Back ra xem nào. Game máy thông này. Mấy game này thì mình không biết chơi. Game GBA này, GBA xem nào. Ok, có một cái game này mình thích chơi. Game Mario and đánh nhau mấy cả kinh công luôn. Đó, chúng ta có thể nghe âm thanh. Loa rất là hay nhá. Đó, các bạn có thể nhìn thấy chúng ta có thể chơi rất là nhiều thể loại game không? Rất là nhiều, rất là vui luôn. Để cho anh em ôn lại tuổi thơ luôn, hoặc là chúng ta sẽ mua lại cho các bé là chúng ta chơi những game này thì khỏi còn được suy nghĩ luôn. Quá là sướng. Đó. Mình bị lạc anh em ạ. Ok, mình thoát ra thử xem một game khác thôi nào.
Đây là gần như các bạn có thể nhìn thấy cái giao diện nó rất giống là cái phần mềm giả lập ở trên máy máy mà chúng ta có thể giả lập GBA là trên những chiếc điện thoại smartphone của chúng ta ấy. Nó cũng rất là giống phần mềm giả lập ở trên đấy. Mình nghĩ có lẽ là đây là một sản phẩm nó cũng có hệ điều hành, nó cũng có thể là một hệ điều hành nhúng dạng Linux ở đây và được cài những cái giả lập như là GBA này, Game Boy này, hay là những giả lập như là PS1 để chúng ta chơi. Khi mà chúng ta chơi một số game nặng thì chắc chắn là sẽ giật giật nếu ở trên PS1 ấy. Đó, như chúng ta có thể chỉnh được cái độ phân giải cái gì xuống ấy thì chúng ta có thể chơi game mượt hơn. Rất là nhiều thể loại game mà chúng ta có thể copy và ở đây chơi thì màn hình sản phẩm này chỉ có 2.4 inch thôi. Thế nên chúng ta chơi game rất là tiết kiệm pin. Và chơi game rất là thuận tiện là chúng ta có thể copy game và các thứ vào đây. Và chúng ta nếu mà đi du lịch hay các thứ để xa, chúng ta có thể nghe nhạc với phần mềm MP Play ở đây nhé. MP Play đấy là chúng ta có thể nghe nhạc này, chúng ta có thể xem phim này. Đây, chúng ta có phim đây rồi, chúng ta xem luôn. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó có phần RAM hay là cái gì đó là 720MHz. Độ sáng màn hình là 73 và loa là 91. Pin thì nó hiển thị ở khu vực này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy là đầy đủ ở đây không. Khi mà ngày xưa chúng ta chơi game trên chiếc máy chơi game cầm tay, Game Boy các thứ ấy, thì chúng ta phải mua pin, nhưng sản phẩm này đã có pin sạc luôn. Thế nên chúng ta mua tặng cho các cháu nhỏ ấy, thì các cháu không tốn tiền để mua pin hay gì cả, cứ thế là chơi thôi. Sản phẩm này thì mình có giá là chưa đến 1 triệu anh em nhé, chưa đến 1 triệu và rất là nhiều tính năng hay như vậy. Để mua sản phẩm này và để biết về chi tiết thì chúng ta search Google, còn để mua sản phẩm này thì các bạn có thể vào phần link phía dưới mô tả ấy, để biết. Có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment vào bài giúp mình. Nếu các bạn thấy thích cái sản phẩm này thì các bạn có thể share cho các bạn của các bạn cùng xem và cho mình một like. Các bạn có thể subscribe kênh YouTube của mình để mình sẽ sớm đưa ra những cái máy, và các bạn yêu cầu máy gì thì mình sẽ mua cái máy về đấy và review cho các bạn luôn nha. Sản phẩm này được rất nhiều anh em trên thế giới sử dụng, nhưng ở Việt Nam thì chắc là chỉ có bên mình có thôi. Có lẽ là vậy. Cảm ơn các bạn xem clip nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn.